Đã bao giờ anh em đi mua màn hình và nhận được sự tư vấn mua màn hình có tỷ lệ 16:9, 21:9? Vậy tỷ lệ đó là gì? Ngay bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em những kiến thức cơ bản nhất để giúp anh em lựa chọn màn hình một cách hợp lý hơn. Đầu tiên mình sẽ nói về tỷ lệ 16:9 trước. Anh em có thể bắt gặp được tỷ lệ này ở bất kỳ đâu, các tấm biển quảng cáo, các chương trình thời sự hay đa số các tựa game hiện nay đều hỗ trợ thêm tỷ lệ 16:9. Các bạn gặp nhiều tỷ lệ 16:9 như vậy, vậy thì 16:9 sẽ được tính như nào? Mình sẽ nói một cách cực kỳ đơn giản như này. Với màn hình có tỷ lệ 16:9 thì chiều dọc sẽ là 9 đơn vị và chiều ngang sẽ là 16 đơn vị. Tương tự với màn 21:9 cũng như vậy, chiều ngang sẽ là 21 đơn vị, chiều dọc sẽ là 9 đơn vị. Hoặc các màn hình có tỷ lệ tương đương thì cũng được tính như vậy luôn. Vậy thì các bạn sẽ đặt ra câu hỏi, màn hình có tỷ lệ 21:9 sẽ được thấy ở đâu? Một cách đơn giản nhất, tất cả các màn hình trong rạp chiếu phim đều có tỷ lệ 21:9. Hoặc chiếc màn hình đằng sau lưng mình đây có tên mã 29WK600 cũng có tỷ lệ 21:9. Vậy thì tỷ lệ 21:9 có điều gì thú vị? Để dễ hình dung nhất, khi các bạn xem các bộ phim bom tấn hiện nay, chẳng hạn như siêu phẩm Endgame, các bạn xem trên màn hình 16:9 sẽ bị giải đen trên và dưới rất là khó chịu. Tuy nhiên, khi bạn xem trên màn hình 21:9, nó sẽ là full toàn bộ màn hình. Một trải nghiệm vô cùng là hấp dẫn và cực kỳ cuốn hút. Đối với tựa game PUBG, như anh em nhìn thấy khi mình chơi trên màn hình 21:9, cảnh vật xung quanh khá là rộng. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều để mình quan sát được cảnh vật hai bên. Tuy nhiên, với một người bắn PUBG giỏi như mình thì có quan sát được hay không thì mình vẫn chết như bình thường thôi. Đối với tựa game CSGO, mình sẽ chọn map Dirt 2 để di chuyển để giúp anh em có một cái nhìn tổng quan hơn khi so màn hình 21:9 và 16:9 nó khác nhau như thế nào. Với các tựa game MOBA như Liên Minh Huyền Thoại chẳng hạn, tầm nhìn của mình khi chơi trên màn hình 21:9 đã được mở rộng hơn nhiều. Mình hoàn toàn có thể nhìn thấy từ trụ mid của team mình sang tận trụ mid của team bạn. Điều này sẽ giúp mình phản ganh và chống ganh một cách hiệu quả hơn. Chuyển sang với ứng dụng làm việc, cụ thể ở đây mình sẽ sử dụng phần mềm Adobe Premiere hoặc các phần mềm có dạng timeline tương tự. Như anh em có thể thấy trên hình, khi mình sử dụng màn hình 21:9 thì thanh làm việc của mình đã dài hơn. Điều này sẽ giúp anh em làm việc một cách thuận tiện và dễ dàng hơn rất là nhiều khi soi màn hình 16:9. Vậy thì màn hình 21:9 sẽ tuyệt vời hơn màn hình 16:9 ư? Cũng không hẳn. Mình sẽ lấy ví dụ cụ thể như thế này. Ví dụ đầu tiên và cụ thể nhất đó chính là về vấn đề kích thước. Khi màn hình 16:9 sẽ được phủ từ 19 inch lên tận 34 inch, còn màn hình 21:9 thì đa số sẽ thường từ 29 inch trở lên. Vấn đề thứ hai xảy đến khi anh em xem phim. Đầu tiên, với các bộ phim hỗ trợ tỷ lệ 16:9, khi anh em xem trên màn hình 16:9 đương nhiên sẽ rất là tuyệt vời khi sẽ xem full được màn hình. Còn nếu xem các bộ phim nó trên màn hình 21:9 thì sẽ xuất hiện tình trạng giải đen hai bên. Ngược lại, với các bộ phim hỗ trợ tỷ lệ 21:9 thì việc xem trên màn hình 21:9 là cực kỳ tuyệt vời. Còn nếu xem trên màn hình 16:9 thì sẽ khá là tệ khi có mà giải đen ở trên và dưới. Nói chung là màn hình nào cũng có điểm yếu riêng của nó thôi, không màn hình nào là hoàn hảo cả. Điều thứ ba mình muốn nhắc tới đó chính là về vấn đề mức giá. Khi màn hình 16:9 thường sẽ có mức giá khá là hấp dẫn, chỉ khoảng dưới 6 triệu đồng. Cá biệt một vài mẫu dành cho các game thủ thì sẽ có mức giá trên 10 triệu đồng. Tuy nhiên nó cũng không quá là nhiều. Còn với màn hình 21:9 sẽ có mức giá cao hơn một chút. Cụ thể với mẫu màn hình LG 29WK600 ở đây sẽ có mức giá chỉ chưa tới 7 triệu đồng. Tổng kết lại, màn hình 16:9 và 21:9 sẽ có các ưu và nhược điểm riêng. Nếu anh em có một mức ngân sách hạn chế thì mình khuyên anh em nên lựa chọn màn hình 16:9. Còn khi có một ngân sách rộng hơn một chút hoặc đơn giản chỉ muốn trải nghiệm chơi game và xem phim mới lạ thì một màn hình 21:9 sẽ là tuyệt vời. Vậy anh em sẽ lựa chọn màn hình có tỷ lệ nào? Cá nhân mình sẽ lựa chọn màn hình 21:9 để đem lại khả năng làm việc và giải trí hiệu quả hơn. Còn nếu như anh em muốn quan tâm đến mẫu màn hình LG đằng sau lưng mình thì link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video. Sau đây xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip sau.